có một anh khách, ảnh ở xa của chú chị. Anh mua xe ở đâu đó thì em cũng không biết, nhưng mà anh nói là xe anh mua rồi bị lỗi đó, thì anh mới tìm tới em. Thì thiệt sự ra em không tài giỏi gì đâu, nhưng mà em kiểm tra nó kỹ trước khi mà em giao những gì thôi. Còn một số anh em cũng kiểm tra kỹ rồi, nhưng mà nhiều khi nó bị ngoài ý muốn của những gì, chứ không phải là như em bán chiếc xe á, mà về tỉnh mà nó có vấn đề gì là em rất là cực, không phải là sung sướng gì hết đó. Dạ rồi, thì trên hình của chú chị mình đang xem đây là một em 5006 125, hàng ba cục nha quý anh chị, hàng lắp ráp trong nước. Thì anh khách mà em kể trên thì anh có alo em, anh tìm từ cái con 501 125 tới cái con 5009, thì anh chốt 501 em bán rồi, em giao hôm qua rồi, thì anh chốt cái con 5009. Nó hôm 9 thì em chốt ảnh cái giá là 110 mấy triệu, thì ảnh có lẽ là ảnh cảm thấy hơi cao, nhưng mà em mới thấy con xe này thì em chụp hình em gửi ảnh luôn để coi ảnh phản hồi ra sao. Thì đây là một em hàng ba cục 125, ốc tán đĩa rồi cũng còn rất là đẹp của chúng chị nha, vỏ IRC còn rất là dày, phuộc này là còn dán keo, mình có bắn lại rồi nhưng mà còn dán keo nha. Đó. Của con dán keo. Xe này thì nước sơn zin 100%, nước sơn zin 100% màu first class. Đó, mà ngoài anh em bán xe hay kêu là màu fit class đó. Màu fit class. Đúng của nó là màu first class nha. Dạ rồi. Thì cái con này, cái màu này á, thì anh chị nào mà hơi lớn tuổi xíu, đứng tuổi xíu mình đi, cái con xe này nhìn nó nhã nhặn cực kỳ. Rất là đẹp nha. Da yên nè, cũng còn rất là đẹp. Da yên 2010 rất là đẹp. Màu hàng ba cục nên là xe này nó có công tắc đèn sẵn nha. Đó. Còn đây là xe chủ người ta lên ổ khóa Smart Key. Đây, ổ khóa Smart Key. Ổ khóa thông minh. Xe là còn nước sơn zin còn dán keo nguyên chiếc của chúng vậy nha. Đó, một first class nè. Đó. Thì đây, số máy của nó đây. 5006 125 của chúng vậy nha. Đó. Thì cái con 5009 á, em báo cho ảnh á, em báo 110 mấy triệu, mà con 5009 mà sáng nay thì em có chụp hình em gửi con này cho ảnh rồi đó, em báo giá rẻ hơn. Thì con xe này á, nó là trao zin chưa mở luôn, sơn zin gọi là nó quá Smart Key cực đẹp, nhưng mà có một cái vấn đề lát nữa em quay của chú chị mình xem đó. Biển số quận Tân Phú 19557, rất là đẹp của chú chị nha. Đây, mâm lửa nó cũng còn ok. Xe này thì nó hơi bụi chút xíu, tại vì bữa giờ bỏ ngoài cơ sở thì đang xây dựng nên là nó hơi bụi chút xíu. Thì cô chú anh chị mình có lấy xe á, thì chắc chắn là em sẽ rửa lại và ô bế lại cho nó đẹp ra cho cô chú anh chị rồi. Không thể để nó như này được nha. Vỏ xe cũng còn rất là dày nè. Đó. Thì một con xe cái vỏ cũng còn ok cô chú anh chị nha. Đĩa sau nè, dày cui hết. Đây. Cô khóa Smart Key này á thì nó cũng ok. Mình cũng an toàn hơn chút xíu, nhưng mà nếu mà mình không xài quá Smart Key, mình xài quá thường cũng được cô chú anh chị nha. Mình đi mình ổ khóa nó chỉ là một phần thôi, còn thực sự ra mình bảo vệ cho nó nữa, chứ không phải là ổ khóa nó bảo vệ xe cho mình đâu, mình bảo vệ chứ không ai bảo vệ cho mình hết á. Đây, yên xe nè, remote nè, đó, cũng có để hết trong này rồi. Gỡ cái yên ra cô chú anh chị mình xem. Rồi. Cái con 509 á thì cái dàn thùng nó cực kỳ long lanh lóng lánh. Đó, còn cái con này thì nó zin của chú anh chị, thưa quý anh chị là nó có nhiều xe lắm, nó zin nhưng mà nó zin nhưng mà nó hơi rỉ sét, nó hơi ten ten nhất, ten ten ở đây đó, cái bát này mặc dù nó còn màu rất là đẹp nhưng mà nó bị rỉ sét ở đây đó, và cái bát này cũng vậy đó. Rõ ràng tình trạng của chú anh chị nhé, nếu cô chú anh chị mình không quan tâm tới vấn đề này cho lắm thì cô chú anh chị có thể mua con xe này nó rẻ hơn cái con 5009 vài triệu đó. Thì con này nó chỉ bị mất thẩm mỹ cho đó chút xíu thôi. Đây, cái sạc này là sạc vẫn còn tản nhiệt, rắc riết được cũng còn y nguyên hết đó, sạc đúng của xe luôn nha đó. Tại sao mà em không nói sạc theo xe là tại vì mấy dòng này, cái dòng năm hàng ba cục này á, thì nó
ít bị hư sạc hơn, nhưng mà mình không có chắc chắn nó được là sạc zin theo xe không thì thôi mình không có nói được. Nên cái đó thì nó cũng rất là dễ rồi. Còn đây là cục máy của xe. Cục máy xe này thì vẫn là xe trao zin chưa mở của chúng chị nhé. Nắp trao zin chưa mở nè. Đó, vẫn còn rất là đẹp, nắp trao zin chưa mở, đường nước còn ok lắm. Thì một cái con xe như thế này của chúng chị thấy nè, 2010 và 2011. Như con 2011 đó là em báo giá là 114 triệu. Đó là em sẽ bao sang tên. Đó, mà 2011 nha, 114 triệu em bao sang tên. Còn cái con này là 2010 thì trao zin chưa mở, nó cũng y chang vậy luôn, nhưng mà nó khác cái chất xe nhau thì cái giá nó chênh lệch khác nhau rồi. Con này 109 triệu nha cô chú anh chị. Em bao công chứng cho cô chú anh chị mình ở thành phố và bao hồ sơ về cho cô chú anh chị mình ở tỉnh. Cái giá này thì em chưa bao xe, em chưa bao gồm xe vận chuyển và chưa bao gồm sang tên cô chú anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh. Chưa bao gồm xe về cho cô chú anh chị ở tỉnh. Đó. Rồi. Giá 109 triệu là em sẽ bao công chứng của chú anh chị nha. Đó, xe này là nước sơn zin 100%, sơn zin nha, chưa có dặm tút gì hết đó. Đó, lên được ổ khóa thông minh Smart Key rồi. Lên ổ khóa thông minh. Đó, và trao zin chưa mở, tức là máy móc là chưa có đụng chạm gì trong này hết, là trao zin chưa mở là em nói hoài là của chú anh chị biết rồi. Đó, trao zin chưa mở. Con xe này nó chỉ có bị duy nhất một cái, nó không bằng cái con 5009, đó là cái dàn thùng của nó, đồ xi nó không bằng. Đó, rõ ràng cô chú anh chị nha. Còn toàn bộ về cái chất xe này, máy móc con xe này thì nó cũng còn rất là chắc. Thì cái con, cái đời này em nó 125 á, thì khi mà cô chú anh chị mình đi á, tất nhiên rồi là mình á, mình không thể nào mà mình so sánh với 150 được, nó khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà cô chú anh chị mình không có cần đi nhanh, không có cái tính chất là hơn thua gì hết á, thì cô chú anh chị mình đứng tuổi tí là đi con xe này rất là ngon. Nó cực kỳ ngon rồi. Mình không có cần khoảng 150 của chú anh chị. Với lại mình mua xe á, quan trọng á, là lúc nào em cũng hỏi cô chú anh chị mình, khi mà cô chú anh chị mình hỏi xe của em á, là em hỏi cô chú anh chị tìm xe với tầm giá bao nhiêu, để em biết em tư vấn con xe tốt nhất trong cái tầm giá đó. Chứ không có thể nào mà cô chú anh chị mua đòi một con, đòi hỏi một con xe đời cao, nhưng mà với cái giá đó thì nó cũng có thôi, nhưng mà xe nó đi nhão rồi, xe rớt đầu rồi, cô chú anh chị về đi không xứng ích gì hết đó. Thì lúc nào em cũng sẽ hỏi cô chú anh chị là cô chú anh chị muốn con xe trong tầm giá bao nhiêu đó, thì em sẽ tìm cô chú anh chị con xe tốt nhất trong tầm giá đó là ok nha. Dạ rồi. Còn xe này cô chú anh chị muốn đổi trắng đen, đổi đỏ đen, đổi màu gì đi chăng nữa thì em vẫn đổi được cô chú anh chị nha. Mấy cái màu em có sẵn thì em sẽ không có lấy của chú anh chị thêm bất cứ ngàn nào hết, em đổi của chú anh chị thôi đó. Còn mấy cái màu như đổi màu xanh, màu vàng chanh rồi thì em phải sơn, em đổi màu cà vạt nữa thì em phải lấy tiền cho chú anh chị nha. Đó, rõ ràng. Dạ rồi, thì con xe zin như thế này, sơn zin thì 109 triệu của chú anh chị nha. Còn xe bớt tí lọc của chú anh chị. Dạ rồi, em là Trung Nguyễn, em chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo nha. Chào mọi người.